năm mèo tháng mẹo chưa buồn, năm mèo tháng hợi lị tuôn dậm về, vậy mà chưa mấy u ê trung ương rồng lộn ê hề thấy phơi, chăm trình trình sắm mấy thời về lời thì ngày dân chúng dân thờ gắn tri. Mèo kêu khí tới sầu bi, tới gà dầu ớt, dầu thì bình an, đó tới dầu này là xong rồi. Còn ký dầu này nè, kiến thái bình rồi. Ký dầu trước là Đức Phật thầy ra, ký dầu này là của Phật Di Lặc ra, là xong á, không còn gì nữa, không còn gì nữa chẳng á. Dán tu đây, dán tu tới luôn, không còn. Còn không tu sau này nó khổ dữ lắm á. Rồi sau là thiếu giết luôn á, không có nói gì khổ. Thiếu giết luôn. Mười ngàn năm lẻ cửa nhà đâu con, chừng nó mất tiêu diệt làm bùn làm đá làm cây cỏ, chơi trội giữa trời dạng kiếm thu đó. Nó làm bùn làm đá làm cây cỏ, chơi trội giữa trời dạng kiếp thu, mất kiếp làm người làm bùn làm đá luôn. Không còn gì nữa chẳng. Mình ráng tu đi để qua hậu này hiếu trung sớm lị cho xong, hiếu với trung, hiếu chân xong tết dừng gặp Chúa mới mong trở về. Còn mình không tu hiếu với trung với đất nước là sao tiêu diệt, làm bùn làm đất làm cây cỏ, chơi trội giữa trời dạng kiếp thu. À, năm nay là năm mèo, là năm kết thúc cái buổi hạm quân hạ rồi đó. Là từ Đức Phật Thích Ca ra đời là cái đầu cái hạm quân. Mà nay 2560 năm rồi còn gì nữa. Cái này cuối cùng của cái hạm quân này không còn gì chứ. Mà thầy nó trăm một giáp ăn cần thi tính, mà thầy ra đời nay mở đạo là 84 năm rồi. Còn gì nữa. Giáp nào nữa? Giáp nào nữa trời. Cuối cùng rồi, năm nay năm mèo nè. Thầy nói nè, hết năm mèo đã đến nè. Rồi thắng mẹo chua buồn thắng hợi đi tuôn, rồi dòng gắn ngựa dê thế chơi chơi ê hề thấy phơi. Cạn trầm chìm sắm mấy loài này nói chính thờ gắn tri. Rồi thầy đã mèo kêu ghét tới sầu gà về ổ dậu thời gian, ký dậu này lập đời thành công xong luôn. Từ đây 6 năm rồi hoàn thành hết, không còn. Ký dậu tới nè, ký dậu trước là Đức Phật thầy, tới là ký dậu là kết thúc luôn. Hai lần ký dậu đó, nhị niên ký dậu. Đúng rồi. Kỳ dậu này là kết thúc buổi hạ quân luôn ha. Hạ quân là thành công thượng cổ xong luôn á. Bắt đầu nè, giáp thì thấy rõ, năm qua năm là giáp thịnh nè. Tới luôn đó, khởi luôn đó. Giáp thì thấy rõ bên đâu, ớt niên chiến quả, xâm vào tràn lan. Chừng đó là lung tung cả thế giới, không còn gì nữa chứ. Rồi tới nhờ cô Bắc Nam chờ đợi cuối thịnh là thầy về rồi. Không có chạy đâu nữa chứ. Qua năm là thầy về. Thầy về bằng xác đàng hoàng, thầy nói khi về và đi gia trung thì trong bổ đạo bóng tùng thầy về bằng xác thịt. Không có đi đâu nữa chứ. Rồi bây giờ tôi hỏi ông sẵn đây nè, tôi hỏi ông bây giờ thầy về bằng xác thịt là như thế nào, trẻ hay là già? Y như cũ. Y như cũ. Ở ông Phật mà đâu có già, đâu có trẻ hả, đi sao về vậy? Là y răng như cũ, rồi, không có già. Sư huynh nói như vậy, rồi cho tôi hỏi. Tại sao Đức thầy có nói là kêu bằng bàn tay lật ngửa vậy mà, chớ đừng lật sắc thầy còn tay xanh, và thêm bốn công nữa, hào quang cho Phật gọi mười phương, đạo pháp xem qua chớ gọi thường, phiên chú nghĩ si từng nét dấu, cố công gìn giữ tánh thường lương. Rồi như vậy là thầy trở về bằng nét dấu hay là để y gan như vậy, rồi làm sao cái bài ông nói á, thầy nói là cái đó của Phật thầy, bàn tay lật ngửa vậy thầy tái xanh là cái đố cục thầy tay ăn. Còn thầy nói là cái bài chiếu mạng nè, kiếp chót này đây tiết chi thân phàm tục, vì tình cốt nhục quyết chở che sát phàm bước nổi, là kiếp cuối cùng không còn cái kiếp nào nữa, kiếp chót á. Bà chiếu mạng nói đàng hoàng, ông đọc đi coi có không, không còn kiếp nào nữa. Kiếp chót này lên giờ là chánh đẳng chánh giác làm Phật luôn. Đúng rồi. Bồ Tát cuối cùng. Thì ông Sáu, những cái điềm báo nào cho biết là dấu hiệu thầy sắp về, đúng là năm chèo nổ hay ba tiếng sấm này kia ông Sáu? Thầy ra khi chết trong phân quyệt thầy mới giờ, chứ không phải là điềm báo vậy. Thầy ra khi bệnh dịch, bây giờ nó nổ lên rồi là chết làng trang, chừng nó chôn không kịp thầy mới xuất hiện. Thầy về cứu bệnh dịch, dạ. Cứu tín đồ luôn, mà thầy về ngay tổ đình luôn, ngồi ngay cái bàn giữa đàng hoàng, không có bên sông không được nữa, mà ngồi ngay tổ đình thầy xuất hiện. Chừng nó ghe chở về đào bích xong cái nữa xong luôn, đi trên mua ghe không có chở bệnh rồi đó. Thầy ra chừng đó lưu máy để sẵn tát nước tới đâu hết đó, chứ không còn uống gì kịp hết trơn, không chữa gì, lấy nước mút hất 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 là làm phép hết hết, khỏi uống gì. Thầy dặn mấy cái lưu để chỗ định sẵn đó, bây giờ mười mấy cái đấy đó, nó bơm nước lên thầy hút múc rải phép á, chứ không nó uống gì nữa kịp. Còn ghe lại là bích xong cái luôn, động chợt xong luôn, đi trên mua ghe không chữa bệnh. Thầy nói chơi nhiều dịch đại gì trời tới thân người rồi biết, chừng đó không có bệnh nào rồi, bác sĩ bó tay luôn, nhà thương không thể nào giải quyết được. Sao có câu thầy nói là muốn vớt xác xuống cái chợ Tân Quề, vớt xác là gì? Tại sao thầy nói cái đó là ông Năm Chèo nói vậy. Khi một tiếng sấm đất nổi lên thì ông Chèo nổi dậy, ông cắn ông nhai một cái là 500, ông ngáp cái 500 mà muốn vớt xác là xuống dưới cờ chờ mà cộng trưởng á, đi chờ đón
là nó cắn, cắn nhả, cắn nhả. Mạnh ai nó chết thì sao giấc được? Thì nó thí dụ ai muốn khác rồi xuống nó kiếm mà nó nhả ra cái 500 mà con sấu nó là giáp xong cái á, cái họng nó bự lắm chứ không phải con sấu nhỏ đâu, cái đầu trên tự định mà cái đuôi bên trong thiên á, giáp một cái á bự vậy đó. Bởi vì có câu nói điên khùng nói chuyện bá dơ thương cho bá tánh gặp cơn nguy, gặp cơn nguy nghèo rồi đấy sẽ thấy năm chèo, mỗi lần ông hát nó giàu nghèo 500 ngáp cái là 500 mạng mà dưới sông thì cá là to, còn trên bờ thì có ông năm nữa, ông két nữa, chừng nó ông két ông chừng có máu thấm dài, nó dùng dậy lớn lao nó bay lên, nó gấp mỗi lần nó gấp muôn triệu người vẫn được, như thường kính hoặc trương phố phường sập đầu đài tan nát, chim đá nó mới giữ, nó phạt quạt cánh là ông két, quạt cánh là nhà sập hết, ngáp mấy ông muôn triệu bà két nha, con cháu ông két bà két nữa rồi. Không biết cái đó là trong mẹ đấy con kìa, trên có núi có con chim đá từ nổi từ lâu á, chừng có máu lắm giàu, nó dùng dậy đến lâu bây giờ khắp đó, nó gấp muôn triệu người vẫn được, như thường cánh một trương phố vườn sập đầu đài tan nè, tới luôn đó, nó 7 ngày đêm luôn, chừng đó là tới thấm nổ là 7 ngày đêm bật lối trời trắng, tối không có mặt trời mà không tăng nên khổ ông, mặt trời nó lạnh đến không độ, nó là người lạnh chịu cho nóng không, không mặt trời chăng nó lạnh cực độ lắm, sống không nổi đâu, rồi giờ ai mà vô đưa vô 4 thẻ đó mới sống, ở ngoài là chết hết, rồi nó lạnh phong tay nó thổi nhà cửa sập hết, ngồi tới thủy tay tới mỏng két, ngồi rửa chân hồi đó dẫn đức ông lên đồng đạo lên thầy lên sau người nước tới đây ngồi rửa chân mỏng két, rồi tới mảng ba là Ngọc Hoàng đốt thạch luôn, nắm đất thành gạch luôn, rồi mới dùng phép màu Phật cho đặt ra đời, dùng phép màu linh đơn Phật dưới ngoa chiều quá thành tiên Phật bà xuống dưới linh đơn, người sống lại thượng cổ đẹp như tiên. Dạ. Chừng đó là Phật bà xuống. Đó là cái diễn biến trong cái buổi hạ quan á. Ừ, tới đó là Phật bà xuống. Mà Phật bà rước á là tất nhiên người có tu mới được ha. Ừ, người tu mới sống. Người có tu á thì hào quang đó, là cái chân chấp giữa tâm tinh này nó có hào quang nha. Chói lên ta mới rước. Không tu là 10 phương cứu cũng không được đó. Còn chừng đó người nào mà nằm đó mà có hào quang thì ông dân thù cũng chèo cái thì bác ngã tới rước về gom cho 4 thẻ mới sơ cứu sống lại, linh đơn Phật rước sống lại hết trơn. Còn người tu là bỏ thú ăn hết, ở ngoài là trâu thú rồi ăn mặn xe đó. Chừng đó thú muôn bày lúc bay lúc chạy sau này ra đó, thì là muôn bày giống như một bày mà con nào nấy bằng cái xúc kêu là hổ ăn thú muôn bày. Rắn to tên đội mặn xà trên rừng nó xuống nó thay trần, hồi đức ông mà dẫn đức thầy dẫn ông đi núi á, nó nằm như cây súc á, nó trên rắn ông hổ mây á, nó nằm ngảnh ngang ở trong rừng, rừng nó xuống muôn bày đủ loại chứ, hùm beo tây tường đủ rồi, chừng dở núi á, bà đội ôm rồi nóc trong. Vì làm sao mà phân biệt cái người có tu cho người không tu có cái hào quang hay có khi mà cái mà vô đó thì người ta nằm đó xỉu mà có hào quang nó sẹt lên, rồi cái mà ông dân thù Bồ Tát chèo thần với chư thần ta gom về ta rước đưa bỏ vô 4 thẻ cứu lợi, còn không có hào quang sẹt chứ là hùm theo ăn hết, muốn bậy ăn chứ phải thầy nó một bậy đâu, nó đón đường còn có cây đà cây gươm 3 thước nữa, chừng nữa ai bước ngang cây gươm đó không tu được đầu, còn có tu không có được đầu, không phản đạo chừng nó chém chừng gươm 3 thước đó, gươm được yểm đó chém đầu những kẻ phản đạo phản thầy rồi đó, mình ở đạo này rồi bỏ nhảy theo đạo khác nữa, bất trung bất nghĩa phản tặc. Dạ. Còn sáu thầy nói là tam thiên lục bá giáng lâm trần, khốc tử lăng tâm biến họa văn, tà quái hạ quân khai ác chiến, ác niên bình thị kiến quân thần là sao không sáu? Thầy nói tam thiên là 3000, tam thiên là ngàn mà tam thiên lục đạo đó tới là 3000 mối đạo ở cái tà quái ở trên trời nó xuống hạ quân khai ác chiến, nó khắp thế giới nó nhiều thứ mối đạo lắm. Đạo binh này binh nọ mà cả thế giới rồi, tam thiên lục bá giáng lâm trần, khốc tử lăng tâm họa dị dân là nó gây chiến tranh tàn khốc, họa dị dân là bơm bỏ nguyên tử nổi nổ tùm lum hết trơn, rồi tà ngoái hạ quân là này đám này tà nè, hạ quân này nó khai ác chiến. Thầy nói ất niên nè, ất niên là năm tỷ tới nè, giáp thìn ất tỷ tới là bình tự là có vua Việt Nam ra đời rồi đó, kiến quân thần là quân là vua, thần là tối, chừng đó Việt Nam mình có vua qua năm ất tỷ tới đây là 2 năm nữa, không còn lâu nữa đâu. Qua năm giáp thì thấy rõ bên đau là chiến tranh tùm lum hết trơn, rồi Bắc Nam chờ đợi của thần thầy ra mặt luôn tại tôi lên luôn, không còn ngày nữa chứ thìn nay rồi. Giáp là giáp là nói về căn, rồi chi là nói thần thầy nói cho bài toán lời truyền thánh như bài toán đố, ai chi cầm thì đặng hưởng nhờ, toán đố không phải là ra đáp số sẵn mà thầy nói trong đó có ẩn ý, mình phải chi cầm chỗ nào căn chỗ chi, hai cái giáp là nó căn, chi là thìn này, giáp thìn này là rõ ràng luôn, giác thịnh tới là giác thịnh đó.
thầy nói thịnh biết thịnh nào, mấy nay thầy nói giáp, thầy thấy đổi đau giáp thịnh này nè, trung ương rồng lộn ê hề thấy phơi tới rồi luôn. Trung ương là nước Việt Nam mà rồng lộn là đủ cái chuyện đó. Ê hồi giật giả máy bay rồi nó bỏ bom rồi rồng lộn. Sao con thấy thời gian gần đây nó có những cái sụp nhà, sụp đất rồi mưa lũ này kia, đập Tam Hiệp rồi sụp nhà ở Vĩnh Long này kia đó không sao? Có phải là những cái điều nó báo không? Mà ở Đà Lạt, cái đó tôi... cái đó là nó xa mà bây giờ sau này nó khắp thế giới, không nước nào còn chứ. Khắp thế giới là biến gì là không còn biến gì thay đổi hết. Không còn nước nào chứ. Mà không có tu là tiêu à, chừng đó Phật Từ Bi Quan Âm với mà dân thù chèo quốc gom vô bốn thẻ hết. Vô bốn thẻ mới sống nha. Rồi vì tỷ quả thần lung phải cướp lại ở ngoài lửa cháy cho nước lục nước dưng gì ở trong mình không có giờ mắt rửa không có chứ. Ở trong bốn thẻ mới còn, thì giờ Phật thầy cấm bốn thẻ là dành đỡ cho người hiện giữ ở đó. Ở ngoài chiến tranh giặc giả, chết hết trơn giặc giả, hầm béo ăn thịt hết. Bốn thẻ không lẽ thua tàu, tàu nó không qua nữa, chừng đó tứ thiên nhiên trời xuống giữ bốn góc binh trời xuống luôn, giữ luôn. Không ai vô được, người hiền ở trong đó nó gom như nó mới sống. Mình ráng tu đi, mình tin tưởng Phật đi. Phật nói là phải có, không có nói Phật bao giờ nói sai một lời nữa. Phật là không có nói sai lời nào, ông Phật nói là phải có. Ông Phật mà nói sai cho được, không sai một lời. À, bây giờ thưa ông Sáu như thế này, khi mà bùng nổ tam thiết tầng miên khỉ loạn á, rồi như vậy là phải lánh nạn là đi về đâu? Thì chạy về mà tổ định mình, chứ chạy đâu giờ? Mình chạy vô bốn thẻ hoặc chạy vô tổ định chứ đâu? Chứ mình chạy đâu, còn ở nhà thì phải cúng lại tu hành chứ chạy đâu, chỗ nào yên mình chạy hả? Gom mấy chỗ nào yên mình chạy chứ chạy đâu giờ? Chỗ nào có đạo, chỗ nào mình có tu mình chạy vô mấy chỗ rồi, đó. Rồi thưa ông Sáu, rồi nó rủ nhau cắt một cái đình, dước cha về ở tụi mình ăn chung. Rồi như vậy là rủ nhau cắt một cái đình, rước cha vợ tụi mình ăn. Cái đình là cái đạo đó ông ơi. Rủ nhau cái định là thầy nói cái định là một cái đạo, rủ nhau vợ tôi mình ăn chung vào một cái đạo đó là như cái định này đó. Rồi mình sửa sang ở trong đó cái định đó là cái đạo, cái định là cái đạo đó. Ăn chung là nó ở chung như lễ gom gì ăn chung. Mình ở chung mình đâu có nghịch lẫn, đâu có đâu mà ăn cơm không trả tiền, uống nước không trả tiền, đấy lễ 18 năm có ai đòi tiền không? Rồi, có câu này nó thôn sống hả? Cái định là cái đạo á. Thôn sống như thế nè. Kêu bạn nói ai? Kêu bằng tiền ta tay để trên cao, ai mà dối tới ta trao cho liền, là tiền đó là tiền gì? Mà tiền ta để trên cao là thầy nói ô kim vàng ấy ngàn cân. Một ngàn cân vàng trên núi Cấm kìa, thầy chỉ ô kim vàng ấy á, và tiền đó, kim ngân á. Kim ngân là vàng đen, ô là đen. Ngàn cân muốn chúng sanh muốn đổi lập thân cho tròn chừng đó, chừng núi nổ qua thầy phát một người có tu một ngàn cân vàng nữa, đừng nói. Một ngàn cân vàng không xài hết không? Rồi đem xe mà chở, đừng nói mà giác 1.000 một tấn á. Ngàn cân vàng là 1 tấn không mang nổi không? Rồi chờ thưa ông Sáu, như vậy nè, nói kêu bằng rồi sau đó kêu bằng ông Trạng nói đó. Ông nói kêu bằng là cũ càng không gia đình. Cũ là 18 nước, hai cái cũ là 18. Thanh Minh là tháng 3. Trực đáo dương đầu mà gì? Hồ binh mắt nhạn dập Trường An Bảo Giang đó. Cái quan trọng là Bảo Giang là có sơn khắc hàng. Bảo Giang thiên tử sức bắt chiến là tự nhiên thành. Bảo Giang thiên tử là vua ra đời ngay sông Bảo Giang. Bảo Giang ở trên chợ mới của sông Bảo Giang. Như vậy là đầu sông Bảo Giang ở đâu ông Sáu? Rồi đuôi thì ở là kinh ông trưởng đó. Bảo Giang có sông Bảo Giang à. Thiên tử sức là có nhà ông con ông nói vua là ngay chỗ đó sông Bảo Giang. Thiên tử là vua. Nói chừng nào Bảo Giang là chỗ ở dưới sông Bảo Giang ngay chỗ chợ mới. Chừng nào ngựa sát sân sông Phụng Hoàng xuống biển không trở về. Người đá chung hay người sát? Ngựa đá là bây giờ cậu bắt ngăn xong cái đó, không phải ngựa bằng chân đá sao? Bốn chân ngựa trên dây cương giăng tùm lum lên xe chạy ào không quấy ngựa đá sao? Ngựa đá ngăn xong Phụng Hoàng xuống biển. Yeah. Thì ông trở về. Phụng Hoàng là chiếc hạm đậu của Nhật. Đã hiểu là Phụng Hoàng xuống biển là chừng đó là chừng mấy ông nó trở về. Ông Quân Cố trở lại hết đó. Đức Cố trở lại đó. Cầm binh đó, chừng đó Đức Cố trở lại cầm binh. Đức Cố Hoàng. Rồi nghe nói mà sao mà ba tiếng sấm nổ và thất sơn lộ vẻ, thì khi đó mà những người ở trong bốn ông thẻ rồi đá nó chài tới kêu bằng bốn ông thẻ rồi đây tới ngay chân cái chỗ kêu bằng là Long Xuyên Châu Đốc
không nhà ở mà sao mà bây giờ người ta là nó lọt vào bốn ông thẻ rồi đá rồi nó lăn nó làm bể đậu chôn hết rồi sao ở ngoài á còn trong bốn thẻ là không có vô, ở ngoài là bị chiến tranh giặc giả bom đạn đá gì văng tùm lum, còn ở trong bốn thẻ này không có bom gì đâu. Ba thang thuốc Phật thất sơn mạnh liền là ba trái bom đó là của ba tiếng sấm Mỹ hay là của ai? Không phải, ba thang thuốc Phật là ba tiếng sấm nở nó sơn nổ ra chứ không phải bom à. Ba tiếng thang thuốc Phật là ba tiếng sấm đền vàng lộ vẻ thập bất quốc chư hầu giành xé mới vô giành cái đền vua mình. Mà ba tiếng sấm á chứ không phải bom. Trước khi mà vô đền vua rồi giành như vậy rồi những người đạo sao mình ở trong bốn ông thẻ được. Ở trong bốn thẻ là nó giành ở ngoài đó. Nó giành ở ngoài mà chừng ta gom vô bốn thẻ là họ kêu tâm binh trợ giữ rồi không ai vô giặt giả đâu vô được chứ. Bốn thẻ thầy là cầm bốn thẻ đó, bốn góc ở ngoài á thì chiến tranh đó, trong bốn thẻ, trong lòng bốn thẻ là ba năm á trồng khoai tỉa bắp là nuôi nhau, trong bốn thẻ nó cái vuông nó lớn lắm, thẻ số 1, 2, 3, 4 là cái vuông nó mấy trăm mấy ngàn công đất người ta chứ đâu phải nói chuyện giờ mà không giờ múc xa lắm. Từ ông thẻ này là ông thẻ cái bốn góc đó, cái vuông nó mà biết bao nhiêu lớn, ở cả năm châu sao gom vô đó hết trơn đó. Sao thế giới còn có đâu có nhiều người, nước Việt Nam còn 1 triệu người, thế giới còn có 50.000 người à, còn có 18 nước không có nhiều người chứ. Bây giờ nói ra tỷ sao không còn nhiều chứ, còn người hiện không còn nhiều. Dạ, dạ sao thầy nói là Tần Bang hậu hạnh Tiêu Du Động là sao không sao? Tần Bang là thầy nói Tần Bang là hậu, Tần là miên mà nói Tần là cái Bang là trở lại đó. Hậu hận là cái nó hận nó là mình hồi trước lấy đất của nó và nó qua nó giành lại. Tiêu Diêu Động là nó tràn qua nó càng quét. Tiêu Diêu là nó chiến tranh tới ấy là banh cành hết không còn gì chứ. Thế nó qua thì nó càng quét nó giết hết rồi, còn tàn sát hết. Thần thổ trời ơi. Yeah. Sao nước Miên nó nhỏ vậy mà nó dám gọi là con Trung Quốc, nó nằm theo lưng nó đuổi ủi. Có Trung Quốc là loạn binh nhóc tổng rồi nó ủi thằng Tần đi chứ, nói Tần chân Trung Quốc nó sao á, nó đủ ủi thằng Tần đi đâu. Tàu, nó Miên là Campuchia. Tần Miên hai cái này nó phối hợp. Bây giờ nó theo Tàu rồi. Nó bây giờ nó theo Tàu rồi. Tần với Miên hai cái là Tần Bang nó phối hợp nhau. Hậu hận nó là mình lấy nước nó suối về đòi rồi. Nó đòi mà mình sao trả. Hồi đó ông bà mày đã cho tao sao tao khoai quá, hồi đó biển không chứ bởi giờ mình ở rồi đâu có trả được. Giờ bởi nó hận mình hen. Nó đổi, nó suối nó đổi. Mà kỳ này qua là chết nó không có gì à, thầy nói nó đi qua được chứ về không hết. Không ngồi đủ gốc làm dầu chết chứ. Nó tiêu gì cũng mất nước luôn đó, sao chết chứ. Nó qua lần này chết. Nhưng mà nó phải nghe lời tao thôi. Mà nó chết. Nuôi nó mà. Mà nó phải chết. Nó qua chết nó cũng phải nghe lời tàu thôi, mà cuối cùng nó chết hết. Nhưng mà ngược nó chết nữa, mình cũng là bò càng bò nỉa thôi, mình cũng lết bánh à. Mình cũng tua cho mình cũng còn hai gà mà đá đó thì nó cũng mà mình còn nó chết gãy cửa thôi, mà mình cũng chết mới nó cũng chết chỉ thê thảm mà không còn gì. Đánh 10 chiến tranh mà hai bên đổ máu với làm bom đạn cho phải đánh tay sao có hao chứ không hao cho được. Nhà yeah. cửa banh chành bơm đạn thương vong đồ làm sao cũng khỏi được. Yeah. Điều mình ít hơn nó, mình sao là mình đánh với nó lùi nó chết hết trơn hả? Dạ, vậy là nó cái câu mà Tam Châu Hữu Ngạn Lỵ Nhỏ Xa là sao không sao? Tam Châu là có ba cái châu đó nằm ở biên giới đó, Tân Châu, Châu rồi Châu Đốc, Châu Phú đó, cái huyện Châu Phú, Tân Châu rồi là ba cái châu đó. Hữu Ngạn là bờ sông, Lỵ Nhỏ Xa là cái bờ sông nó nằm trên ngoài sông Tiền đó, nó giáp ra biên giới nó tràn qua đó. Hú ngạn là bờ sông, hú là bờ, ngạn là cái bờ đê. Lỵ Nhỏ Xa là ba châu, Châu Phú, Châu Giang, Châu Đốc. Rồi thương sáu rồi, vì Tần Miên khởi loạn, vì dân chúng người đạo rồi chạy về đâu? Thì mình chạy về Tổ Định chứ chạy đâu? Cũng Tổ Định đó hả? Nó chạy về vùng đảo mình trốn nó chạy đâu giờ? Cái chừng nào sấm nổ mới vô được, chưa sấm nổ chưa có vô được đâu. Chừng nào núi nổ ra mình mới về núi bảy núi được, mà chưa nổ thì mình vừa vậy được. Chừng nào mà nắm 3 tiếng đền vàng lộ vẻ chừng đó mình mới vô mới được. Chừng đó ông ba về phát thẻ mới vô được, có thẻ mới vô. Nghe nói là ông ba thông sáu như vậy là ông ba về là rồi gác cửa là an bài rồi ông hỏi cái bài đưa đò rồi đâu phải ai cũng cho vô nữa là như thế nào ông sao? Ông ba về phát thẻ chiêu ăn, ông phát thẻ mà giấy trắng rồi mà người vô người có tu nó lộ lên bổ sơn kỳ hương chừng đó mới vô được. Còn mà không có lộ chữ lên là người đó không có vô được đâu. Mình có tu nó mới lộ lên, không tu giấy trắng không à.
với thầy là phát thẻ trước nó giật cái chân, chừng nó ông ba về chiêu ăn phát thẻ. Ông ba Thới gì rồi? Chiêu nghe nói ăn. Là ông ba Thới tiền thân ngài còn gọi là tên của ngài còn gọi là Châu Thiên Sách Đạo. Ừ thì ông ba Thới là ông Châu Thiên á, còn thầy cố mình là ông Quan Công đó, Hồ Trâm Minh Tàu đó. Ông Châu Thiên là ông ba đó. Quan Công là ông sếp coi là Đức Cố Quảng á. Nghe như vậy Châu Thiên đầu là đệ tử của ông Đức Cố hồi xưa đó. Nghe nói như vậy là ông Sáu vậy phải không, như vậy nói là ông Sách Đạo, ông hỏi kêu bạn Mi đi đò của ai, rồi trả lời nó Nam Mô A Di Đà Phật con đi đò cũng sư giải không phai, rồi ông hỏi nó Mi đi đò của ai, Nam Mô A Di Đà Phật thầy con đi đò của sư giải không phai, thầy của con là tiên sinh lão tổ tiếp dẫn đạo nhân, rồi tiền đâu đưa ra, rồi mình trả lời nó Nam Mô A Di Đà Phật tiền con là bốn sơn thì hưng minh như cháu đạo vừa phải không ông Sáu? Thì mình biết là niệm Phật là được, chừng nữa không có nói miễn mình biết niệm Phật là được, chứ đâu phải người nào cũng thông nói ông được, mỗi người thì ốc không ông biểu người gành nó được mấy ngữ. Người nào có công đức, có tu hành, có hiền lương thì được sống mà không nói, có niệm Phật, có cúng lại, hiếu đạo cha mẹ. Thầy là hiếu chung sớm điệu cho xong, tới chừng gặp Chúa mới mong mà có hiếu với cha mẹ tung đất nước là được sống hai hàng người này. Thầy nói à. Rồi thưa ông Sáu, trong khi chắc chúng lấy nó kiến diện cha cùng Chúa, nó không bị lá úa ngờ, kiến diện ông nào ông cha, ông nào ông Chúa, ông Sáu. Cái đó là khi lá úa rụng nó rụng rồi kiến diện đức cha cùng Chúa, tức là sau là minh dương của mình là Chúa, rồi cha mình là đức thầy đó, đạo đó. Mở đạo đó, cha với Chúa mình là đức thầy và với Minh Dương là ông vua đó. Thầy mình là cha mà Chúa là ông vua đó. Sao vậy, vậy vua? Là thầy của mình gọi là ông tiêm trưởng là ông Ngọc Thanh rồi. Nó Ngọc Thanh thì ai mà giống tranh à, nó sai gục bộ đệ đức hành cao sai văn ngôn mũi tiễn tưởng điên nào sai chừng đó biết ta tiêm trưởng sai rượu quỳnh tương trốn nó cao vậy là cử đa rồi. Là Ngọc Thanh. Ngọc Thanh là đệ tử trong một thầy ba tớ. Một thầy là Đức Phật Thầy An là ông Phật Di Lạc chuyển kiếp là ông Phật thầy đó, ba đệ tử, một là ông là Cử Đa nè, hai rồi ông là ông gì ở Gạch Giá nè, Nguyễn Dung Trực nè, rồi dưới Đức Cố Quảng nè, mà trong đó có đi chơi chung, lúc dạo Lục Châu là có ông Quan Đặng bước nhầu vào đó máu hồng dầu ra, không lẽ ông Phật ông giết thật, mà bước vào ghe ông Quan Thượng Đẳng này là mấy người hung dữ là ông là có quyền ông trị, thần ta có quyền trị, còn ông Phật là từ quy. Phật mà có đi đâu cũng phải có thần theo chứ. Như vậy, bảo hộ. Thưa ông Sáu trong thiên văn giáo lý chứ không phải ngoài không có ngoài thiên văn lý nói kêu bằng minh nói kêu bằng bọn châu nói bọn châu phán chúa nghịch lòng trời. Long Chân thiết lập đầu rơi của mình thì sao bọn châu phán chúa sao này ông Minh Dương là ông phân xử mà chứ ông đâu phải là từ bi đâu. Sao ông vua đứng ra có tòa án ông phân xử, còn ông thầy mình mới là từ bi, còn Minh Vương là trị nước, lập quốc là nhân hoàng là ông Minh Vương đó. Ông đứng ra là vua Minh Mạng trở lại tu 70 năm, khi mà đất Minh Mạng mất nước rồi cầu Phật, hoặc là phải tu thất thập niên lập đời chưa nước, vua biết lỗi nước thôi bất rồi phải tu 70 năm sau, sao ông làm vua là Minh Mạng. Rồi tại sao mà trong thiên chánh giáo lý cũng cầu nguyện đó, Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng là bằng chư quan cô thành chư vị, sinh thành chư vị, năm non bảy núi như vậy là con Phật, còn ông Phật Tổ nữa mà. Phật tổ là Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật tổ là thầy của thầy mình là Phật tổ Ca Mâu Ni, rồi thầy mình sao là Phật thầy đó, Phật tổ Phật thầy là Phật Di Lặc là thầy mình đó là Phật thầy đó, còn Phật tổ Thích Ca Mâu Ni thầy của thầy, thầy dân luyện Tây Phương Phật tổ nữa, như Phật thầy Thích Ca cũng là Phật tổ nữa, ở cõi ta bà. Có nghe nói là Phật thầy thì nhiều, còn nói Phật tổ sao không ai nói? Tổ là Phật Thích Ca, Phật tổ rồi, còn sau đây Phật thầy là ông Di Lặc nè, là Phật thầy đó, thầy mình đó là Phật Di Lặc sau này đó. Còn Phật tổ là ngài cổ Phật rồi. Sao rồi cái giáo chủ này lập đời lại là ông Phật Di Lặc chứ không còn Phật Thích Ca nữa. Đổi mới ông Phật. Phật này giao lại cho Di Lặc. Cái cõi này còn Di Lặc chứ không còn Phật Thích Ca nữa. Mà thời kỳ này có Đức Di Lặc hả? Đức Di Lặc hạ sanh nên là tới cho màn thầy của mình là dường như ngài đã xong rồi ạ. Năm ngày. Ngày cuối chót. Kiếp cuối cùng này là thầy làm bổn phận là ra đời này là không còn trở lại nữa. Sao lên ngôi Phật luôn. Trở lại sau lên ngôi Phật luôn chứ không còn nữa. Lên chứng quả Phật luôn. Tới sau là chứng quả Phật luôn rồi. Cái chừng đó thầy đã chừng nào phụng gặp kê. Phụng là phụng hoàng sang mà kê túc sân. Ông bên á, ông ca diếp ôm bác của Phật y của Phật qua giao lại cho tại phụng nước phụng hoàng sang là chứng quả là lãnh y bác của Phật lên ngôi Phật. Làm Phật luôn. Tại cổ tại bà thế Phật Thích Ca Mâu Ni luôn. Không còn Phật Thích Ca Mâu Ni nữa. Mà từ đây về sau là Phật Di Lặc Long Hoa Đại Hậu chứ không còn giáo chủ chứ không còn cõi ta bà này còn trách nhiệm của Thích Ca nữa, hết nhiệm vụ của ông rồi, hết nhiệm vụ rồi. Vậy hỏi đi chứ không? Dạ,
Như vậy là cái sứ mạng của thầy trong cái buổi hàng quân này quan trọng hay không sao? Ừ. Tay tá quốc ăn ban đó. Thầy nói một tay thầy giống ai làm được đó. Thầy một tay tá quốc ăn ban nước nhà Vĩnh Đạt Nam Đàn Hiển Vinh là một cái tay thầy chỗ giống ai làm được chứ. Thầy lập ngôi sao và phân thứ định quân thức cái cuộc hòa bình cho vạn quốc luôn, 18 nước luôn. Khi cuộc hòa bình cho vạn quốc đó, thầy sao đứng ra phân xử. Thầy phân xử rồi thầy pha ban thưởng. Nó nhìn xem Ngọc Đế giữa trời định, giữa trời định phân. Chừng đó thầy lập hậu của Ngọc Đế xuống, Tam Hoàng mở cửa các lân là Thiên Hoàng, rồi Địa Hoàng mở mấy tục tuần một môn, 10 cửa em thấy ghê hồng cho Trần coi thử có mà hay không, rồi Nhân Hoàng là ông vua mình à. Cũng lấy lẽ công cũng đồng trừng trị cái lòng tà gian ấy là đến lúc Tam Hoàng trở lại đời Thuận Quân là tức hợi dĩ nhiên tới rồi, còn nói tới hợi này là xong rồi, không còn. Vậy là còn thế gian mình lại còn sống được 2 năm nữa thôi, còn 6 năm nữa, 6 năm nữa tức hợi 6 năm nữa là xong. Người hiền nói nha, còn bây giờ 2 năm nữa người giữ là tiêu mạng, tới năm Thìn đây là biết tỷ biết người giữ là tiêu mạng chết đi. Làm sao biết mình hiền hay là không hiền không sao? Hiền là thầy nói nè, tu làm sao phải tu rành, tu làm sao tu cho thành, tu rành là mình tu niệm Phật, theo pháp môn niệm Phật là mình cầu tha lực, mà rành tức là mình phải biết thập ác, không sát sanh đạo tạc, rồi khẩu không ý ngôn ác khử vọng ngữ, tâm không tham sân si là rành. Còn thành là phải biết bốn đại đức chư Phật từ bi dĩ xả là thành hết luôn, là mình niệm Phật nó thành Phật luôn. Còn không biết bốn đức từ bi dĩ xả là mình chưa thành, rành là mới biết mới thập ác hả, thập thiện hả. Thành rồi thành sỏi hết biết bốn đại đức chư Phật, niệm Phật để làm bốn đức ấy, ngày sau sống như Phật thành Phật luôn, từ bi dĩ xả. Chứ mới làm 10 điều ác tránh 10 đó, mà làm 10 thiện mới sống đời thượng cổ thôi, chứ chưa có thành mà phải niệm thành Phật nữa. Mình sao hành bốn đức từ bi xả mới thành Phật, giống như Phật hồi xưa Phật thì từ bi xả mình bằng bốn đức đó nữa, gắn hành bốn đức ấy. Từ là thương chúng sanh không sát hại, muôn loài đều có đạo không sát loài nào. Bi là thấy chúng sanh khổ mình ra tay cứu độ, đó là bi. Hỷ là giàu hoàn cảnh trái nghịch nào mình không buồn bã. Xả không chấp một pháp nào trên thế gian, sẵn lòng lìa xa các nghiệp tiền trần, không chiến lợi danh nghề tài sắc, nhưng của đời không bằng tham đắm. Mà người nào mà tránh xa bốn danh lợi tình hoặc là tứ đạo tường, tránh xa mới gọi trí cao, xa bốn dách nhiều điều nhất. Ông mà không vào tứ bốn này là người trí cao, là cao nhân đó. Cao là trí cao, cao nhân trí cao là cao nhân, là người mà cao trí cao, là thầy nói là người trí cao là cao nhân, người này nhà sống đời thượng cổ. Dạ ông Sáu ơi, thì tại sao thầy nói là có câu là cảnh chờ mây mịt dễ lăng quăng đó, 14 tháng 10 hay là 14 tháng 10 này không Sáu? Thầy nói cảnh trời mây mịt dễ lăng quăng, 14 tháng 10 lại phước chân. Thấy đó thấy đây, thời giới giận để chừng rút cuộc khó ăn năn. Thầy nói mình phải biết thời giận đó đây, để không lo tu trước đến ngày này là phải tiêu diệt. Thầy nói cái đó không phải là trên trời phước chân đâu, ý nghĩa là lá cờ lưỡi liềm, trăng lưỡi liềm, lá cờ đó chừng đó nó gọi có chiến tranh, nó diệt đó đó. Là Trung Quốc hen? Trung Quốc tiêu diệt rồi. Đến ngày rút cuộc khó ăn năn nè, theo cái đảng này là tiêu luôn. Mình thấy là thằng nào theo đó là nó tiêu luôn. Theo Trung Quốc hen? Ừ. Thấy đó thấy đây, thầy với giận đến ngày rút cuộc khó ăn năn. Thầy biểu không phải lá cờ trên trời đâu. Thầy mượn cái cảnh trên trời đâu mà thầy nói với đất. Địa lý nói đất, quá sung sắng, nói với đất. Cảnh trên trời mà thầy nói với đất á, lá cờ đất á, lưới liệm á, Trung Quốc á, phước là phước lá cờ. Chừng nó mặt nhật nhồi mọc hai, thì chừng đó mấy con đó tiêu diệt. Mặt trời mọc là mặt trăng tiêu đó, nó kỹ. Không thấy mặt trời mọc lên mặt trăng còn không? Thế mặt trời mọc là tăng tiêu luôn. Chừng đó sao gây đầy được gì hả? Ừ. Thầy nói thiên cơ mà, thầy đâu có nói trắng. Thầy nói như bài toán đố, ai chi tầm thì đặng, như bài toán đố thầy sắp xếp, ai chi tầm đặng hưởng nhờ, không hiểu thì không biết. Thầy nói thiên cơ mà ẩn như cái bài toán giấu vậy, mà ai biết chi tầm thì đặng hưởng nhờ. Địa lý là nói với đất, mà mượn trên trời phước trăng, trăng gì, trăng đâu với đất. Địa lý quá sung sắng, là nói với đất rồi. Thấy đó với thầy, thời gian để ngày rút cuộc khó ăn năn. Chừng nó tiêu diệt chứ sao ăn năn kịp. Ừ, không tu khổ ha. Không tu tiêu diệt, khổ đủ thứ. Theo đó là chết, chết luôn. Nói vậy thầy nói ý nghĩa vậy đó. Khó ăn năn đó. Có câu mà năm mèo tháng mèo, tức là hai con mèo, mèo lớn mèo nhỏ. Rồi. Mèo lớn là tháng 2, mèo lớn là năm, mèo nhỏ là tháng. Năm mèo tháng mèo là tháng 2, năm mèo năm nay nè. Rồi là tháng 2 rồi, mình đã động đất ở bên nước thổ gì kỳ đó chết 50.000 người đó có không? Trời ơi.
cái đó mới khởi đầu năm mẹo thôi đó, thầy nói khắp thế giới à, không có nói nước nào à. Yeah. Rồi tới tháng 10 rồi biết, tháng 10 rồi nhỉ, lỡ lên lỡ đầu nang đó mà biết cái đó. Tới tháng 10 nó dữ hơn nữa, nó cả thế giới luôn chứ không phải một nước đâu. Tháng 10 này là bệnh lạ hay là nó bệnh mà còn chiến tranh rồi động đất, nó nhiều thứ lắm, nó dồn dập nhiều thứ, chỗ thì sụp đất, chỗ thì chiến tranh, chỗ thì bệnh tật. Sợ bình đâu là 60 thì theo cái nghiệp của mỗi nơi, nói tùm lum hết trơn, lao sao giặt dậy bá bèo người thác đâu đâu tan nát tùm lum hết trơn. Nó không phải một nước, mỗi sao? Nghiệp nó khác nhau. Sao tháng 8 tới 9 tháng 10 diễn người ta bùng nổ tâm tới chiến luôn á. Sao nó tháng 10 tới gì rồi người ta tu kịp không sao? Ta tu một ngày cũng kịp, nói thầy nói là thấy là mình chưa chết là tu được còn được à. Mình chết tu không kịp, mà mình còn biết giác ngộ một giờ cũng kịp nữa. Phật nó dễ đó, mình quay đầu bờ, mình bỏ ai, mình niệm Phật quy Phật, mình niệm Phật mình tu rồi xong. Còn mình không quay đầu, mình cứ chống kinh nếu Phật không tu là không rồi quy mấy người, Phật. Mấy người ta tu lâu năm bây giờ ta nghỉ tu được không? Ngủ tu mất đảo. Nếu mình tu 1000 năm mà bỏ ai nó mất đảo. Alo. Mình ăn cơm đó giờ bỏ là mất đạo, không có nói chứ, nó lâu mau chứ. Ngày alo. Cuối cùng chấm thi mình nào bỏ trường học là mình mất đạo, không có lâu mau chứ. Người ta mới vô người ta cũng đắc đạo, mình bỏ là mất đạo. Ông Sáu phiên ta tu vậy tu có chết không? Tu cái dầu có tai nạn cũng nhẹ, nó không đánh đổi. Còn có chết cũng được về hòa về Phật, Phật trước. Dầu có ta mãn kiếp và hồng trần cũng thanh lạc quá khẩn công niệm Phật rất yên lành. Phật trước ở trong mấy người tu. Dầu có chết cũng về Phật đó. Xác này không cần chi, người tu không có cần xác, trăm quan còn có mặt hướng chi phần xác có cần đâu. Trăm quan là trăm quan của thần xưa còn hiển được hướng chi phần xác này mà không có cần gì. Miễn có tu thì được hả? Đừng nói lo gì phần xác. Trăm quan vắng mặt còn hiển được phần xác có cần đâu, xác thịt có cần đâu. Mình không tu là tiêu diệt chứ đừng nói gì chứ. Dạ. Mình ráng tu rồi còn. Đến khi nào mới gọi là 10 phần hết 7 còn 3 không sao? Thì hết năm mèo rồi tới luôn đó. Năm mèo này tới luôn đó. Tới giờ chừng đó là gọi chuyện tới luôn. Chừng đó sấm nổ nè, rồi chừng đó là đi lên, chừng đó là 7 ngày đêm bắt lối trời trăng luôn, tới luôn. Hết năm nay nào biết. Tháng 10 sắp lên rồi. Từ tháng 10 nó diễn tới luôn đó. Tới Hoa Thành rồi tới Tỵ Có Vua rồi tới Tài Kỷ, tới Kỷ Dậu là đất nước hòa bình hết trơn cả thế giới luôn. Cái dòng này là xong rồi. Tới cả thế giới luôn, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc. Thầy đi đi là gây cuộc hòa bình cho vạn nhất quốc luôn. 18 nước, sao còn 18 nước? Tại sao ngày 18 tháng 5? Năm là tức là năm châu. Là tháng 5, 18 là sao còn 18 nước? Thầy mới mở đạo ngày năm châu và 18 nước. Ngày 18 năm mở đạo ý nghĩa vậy đó. Yeah. Ngày 18 năm nó ý nghĩa rộng lớn vậy đó. Chứ không phải ngày tầm thường đâu, Phật cũng sắp xếp rồi. Chỉ thế giới này còn 18 nước thôi, mà năm châu này nó sao còn có 18 nước, mà Đức Thầy là Thầy của thế giới luôn. Khùng mới nói chơi chứ ban ăn phục hả? Khùng mới nói chơi chứ ban ăn phục. Không còn ai nữa chứ. Nói Thầy làm sếp cả thế giới luôn. Thầy gây cuộc hòa bình, người Thầy sao dạy đạo cả thế giới luôn. Sao là ông Phật Di Lặc đó? Theo ông Sáu nói là nếu ai không tu thì về tổ đình trốn được ha? Không tu là chết. Không trốn đâu được chứ, không có đức, không có đâu chạy khỏi. Về tổ đình cũng chết nữa chứ không phải ở đó mà nói không tu còn đâu. Chết là dịch, ở đâu không chết. Bố ở tổ đình không đức cũng không chết sao? Không có đức ở đâu trốn không khỏi, chẳng có đức thì mình cúng lại tại nhà ra bạn thiên cúng lại hoài, ở đâu không chết. Thầy biểu ra bạn thiên trốn, ý nghĩa là cái bạn thiên là cái đạo, đại đạo. Mình ra sớm chiều cúng lại là mình trốn nữa, là cúng lại ăn tân niệm Phật làm lành trong cái đạo. Sao là mở cửa nào không chết chứ không phải trốn bạn thiên lại núp cái gì. Thầy nói là cái đại đạo, mình vô trong cái đại đạo là không có bệnh tật, không có gì hết. Chiến tranh thì cũng qua khỏi hết. Như mấy người ta đi lễ này là được vô đạo chưa hay là chỉ đi lễ tham quan vậy thôi? Cái người đi lễ tham quan là khác, còn cái người tu là phải quy tâm bảo đàng hoàng. Vì mình phải sám hối ăn năn nay lập bằng quy y, mình nói xưng tên họ, mình nói đình cử quyền và quy y đàng hoàng mới được. Mới là người đạo chứ đừng không đi khơi khơi đạo vậy. Phải giữ giới luật và phải giữ tám điều răn cấm. Tâm quy là ngũ giới là nhà Phật, còn thầy dạy tám điều răn cấm. Mình phải giữ tám điều răn cấm, bây giờ quy Phật pháp tăng rồi mình tu ở đâu cũng được, mình quy tại nhà cũng được, không ai cấm mình. Đạo Phật nó rộng lớn. Từ bi là cái nhà Phật, là cái tâm từ bi mình đó. Là cái nhà Phật, là cái chùa Phật, không phải vô chùa. Mà cái tâm từ bi mình sửa là tâm bình thương người mến vật là ở chùa Phật, nhà Phật. Còn mặc áo nhẫn nhục áo giáp là cái áo, phải cái áo già.
áo nhà sư mà cái áo mình là áo nhẫn nhục, ai chửi ai mắng ai gì mình cũng nhịn nhẫn nhục hết, đó là áo giáp nhẫn nhục. Mình ngồi tòa bình đẳng là các chúng sanh đều thương nhau, không có giận hờn ai, coi các loài vật là thú được bình đẳng hết, như con người hết, như anh em hết, đó là ngồi tòa bình đẳng. Ở nhà Phật mặc áo Phật ngồi tòa bình đẳng.